Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên cờ nít nha các bạn nhé. Thì trên tay mình đây chính là con diều ấn. Và mình sau cái diều ấn này thì mình sẽ lên cho các bạn hai con Sika, một con trống và một con mái. Tất cả hai con này đều là bổi non nha các bạn nhé. Thì cái con Sika, con diều ấn trên tay mình đây thì mình đã tập tành đứng găng và ăn trên găng cũng tốt rồi đấy các bạn. Để sau đó thì mình sẽ bắt hai con Sika mình cho nó ăn. Sika thì mới về thôi nhá, mới bẫy được các bạn. Có diều ấn này thì nó cũng ăn găng ok rồi đấy. Theo mình quay vầy tuy là nó hơi để ý một tí thôi nhưng mà cái thái độ ăn của nó rất là ok. Đây là con diều ấn mái nhá các bạn, mái bổi non nhá. Con này thì chia cho anh em với giá là 400k. Ăn thì cũng tương đối tốt. Nó cứ để ý cái điện thoại của mình luôn. Cái này mái bổi non nhá. Chỉ tại mình lâu lâu mình cập nó một tí đấy các bạn, cho nên là con chim nó vẫn để ý. Chứ nếu mà cầm thường xuyên thì nó giãn một vài ngày nó giãn thì sau đó mình sẽ tập qua tay được. Dòng diều này cực to các bạn thấy không? Trọng lượng của nó phải tầm nửa ký đấy. Thấy con Sika nó nhảy bắt đầu mất tập trung. Ngày hôm qua nó ăn tốt hơn nha các bạn. Hôm qua mình cho nó ăn quá nhiều, hôm nay có vẻ không háu mồi bằng hôm qua được. Hôm qua mình cho nó ăn hẳn 40g luôn, căng diều luôn. Ok, ngày hôm nay thì lại cho ăn ít đại các bạn. Hôm qua thì cho ăn nhiều quá, hôm nay có vẻ là ăn hơi không háu lắm. Hôm nay lại cho ăn khoảng 20g thôi. Rất là to đây. Khi mà chúng ta mua, chúng ta cầm, có một con chim chúng ta cầm, chúng ta cứ vuốt như thế này. Khoảng một vài tiếng là con chim nó thấy nó không ảnh hưởng gì cái nữa là nó ok thôi. Mình nuôi được 2-3 ngày thì mà rất là mập, to đẹp giá rẻ chưa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con Sika mái nhỉ. Rồi giới thiệu các bạn con Sika mái nhé. Ok, đây trên tay mình chính là con Sika mái nhá, đẹp không, nông lá cực đẹp luôn chưa.
À, con này thì mình bẫy được chiều hôm qua các bạn, chiều hôm qua, nhưng mà hôm qua thấy nó mập quá nên không cho nó ăn. Để tối nay bắt đầu phải cho nó ăn để cho nó háo ăn đi các bạn. Đôi khi nó đang còn mập các thứ nữa, mình cho ăn nó không chịu ăn đâu. Thường những con đầu tiên mình cho ăn thì mình sẽ cho nó ăn cái phần gan của chim cút trước, bởi vì cái gan của đấy, nó các cái loại gan của động vật thì con chim nó đều rất là thích nhé. Khi mà nó giờ nó ăn liền chưa, khi mà nó khi nó đã ăn mà nó cảm thấy ngon thì chúng ta các cái miếng sau nút nó sẽ ăn nhé. Con này thì phải ép cân phải vài ngày thì nó mới ngoan được các bạn. Con chim nó mập thường sẽ nó nhảy nhiều. Chứ con chim nó đói bắt đầu nó giảm cân, bắt đầu nó đói bắt đầu nó nhìn thấy chủ là nó muốn ăn đấy. À, chúng ta đút cái là nó ăn liền đấy. Đây là miếng các cái miếng thịt chim cút đấy. Đấy, con này rất là dễ luôn. Nhiều con nó không ăn luôn đâu các bạn, nó phải thật đói mới ăn hoặc là nó chỉ có ngậm vào miệng thôi. Chúng ta phải ấn sâu sâu vào nó mới nuốt nhé. Như con này để ngoài rìa rìa nó đã nuốt rồi. Để ngày mai mình sẽ tập đứng găng. Thì có cái cậu kia cậu cũng nhờ mình tập một con nó đứng găng và ăn trên găng cho cậu đấy các bạn. Bởi vì chắc cũng chưa chơi lần nào cho nên là khiếp về không biết cho nó ăn như thế nào. Đấy. Thì đợt này con ưng ấn kia thì mình bán rồi cho nên là có thời gian rảnh thì mình sẽ tập được. Tất nhiên lúc nào rảnh thì sẽ tập được một hai con cho anh em thôi, chứ không phải con nào mình tập. Tập những con này là sẽ mất một vài buổi tối đấy các bạn nhé. Tầm 4-5 buổi gì đấy, cũng rất là nhọc đấy, không phải là tự nhiên mà tập được đâu. Mấy ngày đầu thì rất là quan trọng cho nên là mình đã vất vả mấy ngày đầu rồi. Vì sau những con chim về sau nó đã thuần thuần thì các bạn xử lý nó sẽ đơn giản hơn. Con này thì hôm nay sẽ cho ăn khoảng tầm 20g thôi. Hơi căng căng rìa một tí là được, được chưa? Đấy, nuốt luôn. Mấy con si thì mình thấy mấy con si thì nó mấy ngày đầu tập sẽ khó hơn là mấy con sờ ba nha các bạn nhé. Mấy con sờ ba mấy ngày đầu rất là dễ tập, nhưng mà con sờ ba thì nó dễ chết hơn. Con sờ ba là sờ ba xứ lạnh mà chúng ta chăm không kỹ là nó sẽ ra đi, dễ ra đi lắm. Si thì nó sẽ khó tập hơn một tí nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho cái đảm bảo cho mình. Thôi ok cho ăn vậy các bạn. Chỉ cho nó ít nước cho rửa miệng nó nhá. Chỗ trên miệng mình thấy nó có dính tí máu các bạn. Bắt đầu mình sẽ xịt. Đấy, xịt cái nó sạch bóng. Yeah. Sạch cái miệng của nó cái là coi như là mình cho nó uống nước luôn đấy. Đấy, sau đó bây giờ cho lên cầu nhá. Đấy. Giờ mình bắt con trống kia cho bạn coi thôi. Yeah. Đây con trống bạn thấy không? Con trống nó sẽ bé hơn một xíu nhé. Nhưng mà con trống này nó cũng khá là ok. Mình cuốn cái lông đuôi của nó rồi đấy chưa? Cuốn cái lông đuôi để cho nó ví dụ như nó có nhảy cầu hay gì đấy, nó đỡ bị ấy đấy các bạn, nó đỡ bị dập lông đuôi hoặc là nó đỡ bị gãy. Con này thì mình nuôi được một vài ngày rồi, giờ chỉ cần tập đứng găng khoảng một lúc thôi là đứng rồi.
nó cũng như kiểu mấy con chim mới về thì tập sẽ rất là lâu, mình cứ nuôi khoảng một vài ngày bắt đầu mình tập thì nó nhanh hơn. Đấy, mấy ngày đầu mà chúng ta tập luôn rất là bực, chim nó tiếp xúc với người các bạn, lần đầu tiên tiếp xúc con người mà chúng ta cứ bắt nó bỏ lên găng này, con chim nó nhát nhát nó nhảy nhiều, nó nhảy nhiều thì chúng ta bực thôi. Cái này thì mình đút ngày hôm nay ngày thứ ba này đấy, ăn thì cũng ok phết đấy. Ok, để mình cho nó ăn tiếp vài miếng nữa nha. Clip này thì mình sẽ dừng đây nha. Bạn nào mà cần Sika bổi non, dòng ưng nhá. Dòng này là dòng săn nhưng mà dòng ưng, dòng săn. Dòng diều kia là dòng lượn nhá. Thì cứ liên hệ với mình nha các bạn. Rồi ok, xin chào cả nhà các bạn.